Trong âm nhạc Music Garden, bản thân cái chữ Garden nó đã là một cái không gian nó rất là xanh và rất là mát mẻ rồi. Có lẽ rằng là các cái trung tâm âm nhạc ở một cái nơi như là thành phố Hà Nội nó đã là một chuyện hết sức bình thường. Khi có hàng trăm cái trung tâm âm nhạc khắp nơi được mở ra. Tuy nhiên thì mỗi một trung tâm nó sẽ có những cái đặc thù khác nhau. Và trung tâm âm nhạc Music Garden của anh Nam Trung thì hướng đến một đối tượng học viên, đó không chỉ là hướng dẫn những cái kỹ năng cơ bản cho các em bé, những em thanh thiếu niên, mà còn mở rộng đào tạo ra dành cho đối tượng là những cán bộ công nhân viên, những doanh nghiệp mà có niềm đam mê âm nhạc và cái nhu cầu về âm nhạc hiện nay nó rất là lớn. Vì vậy, ngay tại quận Hòa Đông này thì có một cái trung tâm âm nhạc đáp ứng được những cái yếu tố về âm nhạc, những cái bài học từ sơ đẳng cho đến bài học chuyên môn cao hơn. Và trung tâm âm nhạc Nam Trung, một cái người mà đã có bề dày kinh nghiệm rất lâu năm trong việc đào tạo và hướng dẫn cho các đơn vị về doanh nghiệp cũng như những cái đơn vị hành chính sự nghiệp khác nhau và những cái chương trình hội diễn với văn nghệ, thì anh Nam Trung có rất nhiều kinh nghiệm. Và đây có lẽ một cái cơ hội tốt dành cho những doanh nghiệp, những tổ chức cá nhân ở khu vực Hà Đông có thể tiếp cận được với những bài học giá trị để có thể có một cái khả năng ca hát tốt hơn và có những cái đời sống về tinh thần nó đa dạng và phong phú hơn. Và xin chúc mừng anh Nam Trung có một trung tâm âm nhạc hết sức tuyệt vời dành cho những người yêu nhạc tại quận Hà Đông.